Thưa quý khán giả và các đồng chí, hôm nay ngày 9 tháng 11 là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật và giáo dục nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của xã hội. Trong quân đội, ngày pháp luật được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, thường xuyên. Ngày 10 tháng 3 năm 2020, chỉ thị số 07 CTTM của Bộ Tổng Tham mưu được ban hành về việc thực hiện 5 kỷ luật kỷ cương 2020 trong quân đội, trọng tâm là tăng cường kỷ luật kỷ cương thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chế độ công tác của người chỉ huy và cơ quan các cấp, triển khai thực hiện 5 kỷ luật kỷ cương 2020. Các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể trong kế hoạch xây dựng đơn vị, cũng như thực hiện các phong trào, cuộc vận động. Các đơn vị đã đẩy mạnh duy trì nghiêm tác phong cho mọi quân nhân trong và ngoài doanh trại, chú trọng các quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện và diễn tập, trong quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật bộ đội. Ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình Quốc phòng Việt Nam tại quân khu 1. Hàng ngày, dù nắng hay mưa, cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn vệ binh 15 luôn duy trì nghiêm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn cho Bộ Tư lệnh và các cơ quan quân khu 1. Nhiệm vụ góp phần tạo nên sự thống nhất kỷ cương của quân nhân ở trong và ngoài doanh trại cũng chính là hành động cụ thể trong thực hiện 5 kỷ luật kỷ cương 2020. Trong quá trình thực hiện vụ, chúng tôi là chỉnh đốn, nâng cao cái ý thức chấp hành giao thông của các đồng chí quân nhân trong toàn các đơn vị trong quân khu, địa bàn quân khu, nhằm nâng cao cái ý thức đối với người tham gia giao thông và giảm thiểu cái mức vi phạm và mất an toàn giao thông. Nhiều năm liền, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 luôn là đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Với quan điểm, chưa an toàn tuyệt đối, chưa tổ chức huấn luyện. Chính vì vậy, từ cán bộ chỉ huy đến từng chiến sĩ luôn giữ vững nguyên tắc, tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn. Các quy định, quy tắc an toàn trong từng nội dung huấn luyện luôn được kiểm tra kỹ lưỡng. Quán triệt cho các cấp đến từng chiến sĩ về cái bảo đảm an toàn trong huấn luyện về chiến thuật khi ăn ở dã ngoại, chúng tôi đều có quy định bảo đảm an toàn. Rồi là khi cơ động, rồi là khi tức là vận động ở trên từng điều kiện nó thao trường đối với phù hợp với điều kiện thao trường của đơn vị. Thứ hai là trong huấn luyện kỹ thuật chiến đấu binh, thì khi bắn súng thì trước khi bắn thì phải bảo đảm tình trạng vũ khí đạn thật tốt. Về cái xây dựng nề nếp chính quy và chấp hành kỷ luật đã có những cái chuyển biến tích cực, các cái vụ việc vi phạm đã giảm nhiều so với các cái nhiệm kỳ trước. Đối với lại cán bộ đảng viên thì đã giảm 0,06% cái vụ việc vi phạm kỷ luật. Rồi các cái vụ việc chấp hành an toàn giao thông thì đã giảm sâu cả 3 tiêu chí. Tổ chức thực hiện 5 kỷ luật kỷ cương 2020 bằng các hành động cụ thể đã giúp nâng cao nhận thức trong chấp hành kỷ luật kỷ cương cho mọi cán bộ chiến sĩ thời gian qua. Đây là cơ sở để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại của 5 kỷ luật kỷ cương 2020 và những năm tiếp theo.